Vì lều này lớn hơn, không phải là loại tung lên không rồi nó bung thành lều. Chỉ có loại nhỏ hơn thì có thể làm vậy, và tôi thích thế. Bởi vì tôi không biết cách căng khung như quý vị. Quý vị chuyên nghiệp hơn, quý vị làm vậy hoài, tôi không làm được. Tôi căng một bên thì bên kia lỏng ra. Quý vị biết mấy lều Mông Cổ đó, với những thanh hỗ trợ và quý vị sâu chúng lại với nhau, tôi không bao giờ làm được, tôi sẽ mất cả ngày. Tôi cố định một bên thì bên kia nó rời ra. Họ gọi nó là loại lều lắp ráp trong 10 phút, nhưng lắp hoài không xong. Họ có thanh hỗ trợ như thế này, nhiều thanh và rồi quý vị sâu chúng lại với nhau. Tôi không biết cách, tôi thấy một số đồng tu quý vị làm vậy. Tôi học theo thì có thể, nhưng tôi cắm được một bên, thì bên kia lại đổ. Và cứ thế hoài, nên tôi nói, ồ thôi dẹp, tôi thích những lều mà chỉ cần tung lên và nó tự bung ra. Lều 30 giây. Nên đó là lý do nó nhỏ hơn. Với lều lớn hơn, quý vị phải sâu những thanh hỗ trợ này. Và rồi, nó cứ bị lỏng ra mãi. Hoặc có lẽ tôi đá nó và rồi nó bị lỏng ra. Tôi đã làm được, nhưng rồi lại vụng về. Tôi quay lại thì thấy một đầu khác bị lỏng. Rồi tôi cố định nó và có lẽ tôi ngã xuống hay gì đó. Và có rất nhiều thanh khác đều rơi xuống và rời ra hết. Tôi nói, thôi dẹp, tôi không bao giờ muốn cái lều này nữa. Chúng con cũng dùng lều đó để thiền ngoài trời. Ồ, lều tự bung à? Lều đó tốt nhất. Lều 30 giây, lều đó tốt nhất, chỉ cần bung ra, không phải làm gì cả. Tôi thích những thứ đơn giản và không phải làm gì. Tôi thích những thứ đơn giản, tôi cũng không thích đồ nội thất trong nhà. Nên những tủ này để treo y phục đã là mức tối đa mà tôi có thể chịu đựng. Một lều khác nữa, ôi trời, và đây còn là lều lớn hơn. Với những thanh hỗ trợ này, chắc chắn tôi sẽ khổ với nó nhiều ngày. Cho dù tôi thành công, có lẽ sẽ mất 3 ngày. Có lẽ tôi phải dán băng keo, kiểu như sâu nó và rồi dùng băng keo dính buộc lại. Để bảo đảm nó không bung ra, có lẽ tôi sẽ phải dùng cách đó. Nên tôi nói, ồ, không, 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 xin đem nó ra ngoài. Nó làm choáng chỗ, cảm thấy rất bừa bộn, không cảm thấy thoải mái. Vả lại hang động nữa. Và nó còn là lều màu cam. Vàng rất sáng, không phải thứ mà tôi có thể không thấy. Và hang động trông lớn, nhưng có một cột lớn và đủ thứ bên trong. Họ từng đặt tượng Bồ Đề Đạt Ma và 6 vị tổ thiền tâm Trung Hoa. Bây giờ họ đem tượng đi rồi, bởi vì những tượng này là của người chủ cũ, cho nên vẫn còn loại bột phẳng này ở đó. Tôi dùng chỗ đó để đặt lều của tôi. Nhưng chỗ đó quá nhỏ, lều của tôi nhô ra 4 hướng. Nhưng lều đó đủ lớn cho tôi. Thành ra anh đồng tu khóc, nghĩ rằng hang động quá nhỏ. Không nhỏ đâu, tôi nhỏ người lắm. Tôi cỡ nhỏ bỏ túi, cỡ cho du hành. Rồi, thế rồi ông đã xuất gia. Xuống tóc, có áo cà sa. Con đi 10 phương, không bị chướng ngại. Con phát hiện ra thần thông của con là thần thông được tôn xưng đệ nhất, và con đạt quả vị A-la-hán, nên ông đã thành A-la-hán. Nhưng mặc dù vậy, tưởng tượng được không? Dù vậy, ông không thể bỏ qua việc sử dụng thần thông, mà cuối cùng dẫn ông đến cái chết thảm thương. Ông tiếp tục, không chỉ riêng Thế Tôn, mà 10 phương Như Lai đều tán thán thần lực của con là viên minh thanh tịnh và tự tại vô úy. Phật hỏi về viên thông. Con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng, ánh sáng của tâm được hiển lộ như nước đục lắng trong, cuối cùng trở thành thanh tịnh lóng lánh. Đây là pháp cao nhất. Vậy đó là pháp thiền của ông. Bây giờ vị tỳ kheo kế tiếp có câu hỏi nào về phần đó không? Tôi có quên kể với vị điều gì không? Thấy đó, ông đã thấy ánh sáng thiên đàng bên trong. Nếu quý vị thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, có nghĩa là quý vị đã câu thông với vạn tánh. Điều đó có nghĩa là quý vị đã được khai ngộ. Chỉ thế thôi. Nhưng ông có nhiều hơn. Ông có nhiều hơn là chỉ thấy ánh sáng. Vì vậy Đức Phật ấn chứng cho ông là A-la-hán. Nếu quý vị không thấy ánh sáng, điều đó có nghĩa là quý vị chưa đi đến đâu cả, trừ khi quý vị ở cảnh giới thứ tư và có lẽ ở đó tối một thời gian. Tới khi quý vị dò dẫm xung quanh và thấy ánh sáng của chính mình, thì quý vị sẽ ổn. Vị tỳ kheo kế tiếp, Ô Sô Sắc Ma,
đến trước Phật, chắp hai tay, đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, con vẫn còn nhớ bao nhiêu vô lượng kiếp trước. Ôi trời, chúng ta không ganh à? Chúng ta không ganh sao? Họ luôn luôn nhớ tất cả vô lượng kiếp, nhiều vô kể. Con có tánh tham lam và dục vọng quá mức. Lúc ấy có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, danh hiệu là Không Vương. Ngài nói rằng, người có ham muốn quá nhiều, giống như đống lửa dữ. Ngài dạy con quán tưởng những dòng khí nóng lạnh chạy khắp châu thân. Đó là một pháp khác. Cho nên khi ông thiền, theo pháp mà vị Phật này đã dạy, một ánh sáng thần diệu ngưng tụ ở bên trong và đã chuyển hóa những tư tưởng dục vọng quá mức thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu con đến, họ đều gọi con là hỏa đầu. Vì ông đã thành công chuyển hóa ham muốn dục vọng của mình thành ánh sáng. Có lẽ vì thế mà đầu ông luôn phát ra ánh sáng. Họ gọi ông là hỏa đầu. Đó là nhiều vô lượng kiếp quá khứ. Do sức hỏa quang chánh định mà con đạt được quả vị A-la-hán, con phát đại nguyện rằng, hễ khi nào có ai thành tựu Phật đạo, con sẽ làm hiệp sĩ hộ vệ và đích thân khuất phục ma oán. Có lẽ đó là lý do ông ra đời vào thời của Đức Phật, để bảo vệ Đức Phật và đệ tử của Ngài. Có lẽ ông không cần bảo vệ Đức Phật, mà chỉ bảo vệ những vị đệ tử đi theo Đức Phật. Họ chưa đủ mạnh mẽ để khuất phục ma quỷ. Ma quỷ luôn luôn quanh quẩn gần Đức Phật. Thật vậy, chúng làm như thế đó, chúng cũng thích nghe Pháp. Nhưng một số ma quỷ rất hung dữ, và nếu đẳng cấp của quý vị không đủ cao, họ có thể làm quý vị sợ hoặc hại quý vị. Họ ảnh hưởng gì đó. Và đó là chưa nói chi về quỷ và ma luôn luôn quanh quẩn gần Đức Phật để gây rắc rối cho đệ tử của Ngài và gián tiếp gây rắc rối cho Đức Phật. Chúng luôn luôn làm vậy. Phật hỏi về viên thông, còn quán tưởng tỉ mỉ những nơi ấm trong thân tâm cho đến khi chúng lưu thông không ngăn ngại và tất cả các lậu đều được tiêu trừ. Con sinh ra một ánh sáng rực rỡ và tiến lên đến khai ngộ. Đây là pháp cao nhất. Không có gì nhiều mà chúng ta có thể giải thích ở đây, vì vậy tôi không cần lịch. Vị kế tiếp, vị Bồ Tát có danh hiệu là Trì Địa. Danh hiệu ngộ ha. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Có lẽ ông là người chăm sóc mặt đất, nơi mọi người tọa thiền. Đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, con nhớ thuở xưa khi Phổ Quang Như Lai xuất hiện, một vị Phật khác rất lâu về trước trên thế gian. Con là tỳ kheo không ngừng làm bằng phẳng cho những con đường lớn. Thảo nào danh hiệu ông là vậy. Ông là kỹ sư địa chất làm đường, bến đò và những chỗ nguy hiểm trên mặt đất, nơi mà tình trạng hư hại có thể cản trở hoặc thương tổn đến xe hoặc ngựa. Còn làm mọi việc từ xây cầu đến kéo cát. Thảo nào danh hiệu của ông là Trì Địa, cũng giống như thợ kim hoàn, thợ rèn, thợ gỗ, thợ mộc. Phật không có thợ mộc Bồ Tát ở đây, tôi chưa thấy. Nhưng chắc chắn có kỹ sư địa chất ở đây. Con siêng làm những việc khổ nhọc này, trải qua vô lượng chư Phật xuất hiện trên thế gian. Ồ, vậy mỗi khi vị Phật nào xuất hiện trên thế gian, ông cũng xuất hiện để làm cho mặt đất bằng phẳng, bảo trì cầu và sửa đường. Nếu có chúng sinh ở tường và cổng thành, cần người khuân vác đồ vật, con sẽ vác giùm họ đến tận nơi, để đồ vật xuống rồi bỏ đi mà không lấy tiền công. Ông không tính công cho việc đó. Ông giúp rất nhiều người.
vào thời Đức Phật Tỳ Xá Phù. Có một nạn đói khắp thế gian, còn cổng giúp người không kể khoảng cách gần xa, còn chỉ nhận một đồng tiền. Nếu có xe bò bị lúng bụng, con dùng thần lực của mình mà đẩy bánh xe và đưa nó ra khỏi chỗ đó. Có lần một vị vua thỉnh Phật thọ bữa tiệc chay. Lúc đó, con phụng sự Phật bằng cách làm đường bằng phẳng khi Ngài đi. Tỳ Xá Phù Như Lai xoa đầu con nói rằng, ông nên làm bằng phẳng đất tâm của mình, thì mọi thứ khác trên thế gian sẽ đều bằng phẳng. Tâm con liền được khai mở. Khi Đức Phật nói điều đó, Ngài cũng gia trì cho ông. Vậy, tâm con liền được khai mở, và con thấy các vi trần tạo ra thân thể của con không có gì khác biệt với vi trần tạo nên thế giới. Tự tánh của những vi trần này chẳng hề kết nối với nhau. Cho đến lưỡi kiếm cũng không chạm được vào. Hay quá, quý vị biết điều đó chứ? Nguyên tử cũng vậy. Chúng trông như cùng một thể, nhưng chúng đều riêng rẽ. Dù vậy, quý vị không thể chạm vào chúng hoặc không thể tách chúng ra bằng kiếm hoặc lưỡi dao hay gì cả. Ông liền thấy điều đó. Nghĩa là Đức Phật gia trì cho ông có được một thoáng khai ngộ. Vậy, bên trong pháp tánh, con ngộ vô sanh nhẫn của chúng sinh và hiện tượng và đắc được quả vị A-la-hán, con hồi tâm đến mức đi vào những quả vị của Bồ Tát. Nghe Như Lai tuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa là tri kiến đẳng cấp Phật, con đã được ấn chứng là đã hiểu biết và là vị trưởng trong chúng hội của hướng đó. Phật hỏi về viên thông. Khi quán tưởng tường tận thân thể và môi trường, con thấy hai vi trần này giống hệt nhau. Có lẽ ông thấy nguyên tử rằng về cơ bản mọi thứ đều từ Như Lai Tạng, nhưng những vi trần này phát sinh từ hư vọng. Khi vi trần tiêu sạch, trí huệ được viên mãn, thì người đó đạt được đạo vô thượng. Đây là pháp cao nhất. Vậy, đó là pháp của ông. Quán tưởng thân thể và môi trường và phân chia các nguyên tử. Điều đó có nghĩa là nguyên tử đó được phát hiện trước khoa học. Đúng, những người tu hành, họ biết hết mọi thứ trước khi khoa học thậm chí bắt đầu. Được rồi, có lẽ lần khác nói tiếp. Giờ nghỉ ngơi, tất cả quý vị cũng vậy. Cảm ơn quý chư Phật. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng. Mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Không thể tin là tôi nói hàng tiếng đồng hồ không ngừng, không tin được. À, thật đó. Vì thật sự tôi không biết tại sao nữa. Bình thường tôi không thích nói chút nào, thành ra khi nào có thể là tôi tránh gặp mọi người. Cảm ơn tình thương của Ngài. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi không biết đó là tình thương hay là mong muốn của quý vị, hoặc... Chúng con thật sự có phước, sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Để ta nói quý vị lý do. Hôm nọ, có nhớ chúng ta có một bài chú cho người tu hành sau khi Đức Phật vãng sinh không? Ngài nói, các ông có thể làm Mạng Đà La dựng một cái chòi hoặc một cái bục
Và các ông phải ngồi ở đó 100 ngày không ngủ, không ăn, không uống và niệm bài chú nào đó để các ông cũng có thể đạt khai ngộ giống như khi Phật còn tại thế. Và bài chú dài khoảng 20 trang, tôi chưa đọc cho quý vị nghe, nhớ không? Và tôi nghĩ tốt hơn là tôi tập đọc chú đó trước ở nhà, nó đã được dịch. Tôi không biết nó có thật sự hiệu nghiệm 100% hay không, cho dù được niệm ngày nay. Với bài chú này, nếu quý vị không gặp Pháp Môn Quán Âm, và quý vị muốn làm bài theo lời hướng dẫn của Phật, tôi không chắc quý vị có ngồi được 100 phút hay không. Chứ đừng nói là 100 ngày, và rồi không ăn, không uống, không ngủ, và đọc bài chú đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đọc cho quý vị để hoàn tất kinh đó. Nó được cho là cũng có một số lợi ích. Nhưng rồi tôi ráng đọc ở nhà trước, để khi tôi đọc cho quý vị nghe sẽ trôi chảy và không gặp trở ngại. Tôi mới đọc được một nửa đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Và hôm sau, đọc nốt nữa còn lại tôi cảm thấy mệt. Một ngày nọ, tôi lại ráng đọc nữa. Tôi đã ráng đọc nhiều lần để tôi quen với nó hơn. Vì đó là thần chú, không phải như tiếng Anh. Mấy từ trong đó không có gì liên hệ với trí thức hoặc lý luận của vị. Tôi đã ráng đọc. Tôi chỉ đọc có lẽ một lần. Thế thôi. Tôi đã cảm thấy quá mệt rồi. Tôi đọc lớn tiếng, hiểu không? Chỉ đọc thôi, thậm chí không phải nghĩ. Quá mệt. Thưa Sư Phụ, con xin thưa một điều. Nói đi. Thưa Sư Phụ, khi con thọ tâm ấn và đang trên đường đến địa điểm tâm ấn, con cứ cầu nguyện bên trong. Thưa Sư Phụ, Ngài là Minh Sư, con thành tâm xin Sư Phụ truyền tâm ấn cho con. Nếu tất cả các pháp tu hành khác được tiếp nối từ tiền kiếp của con mà không có ích cho sự giải thoát và sự tu hành của con, xin Ngài giúp con loại bỏ chúng. Còn đối với những pháp có ích cho chúng sinh, xin Ngài giúp con giữ lại. Con đã từng tụng chú Đại Bi và chú Vãng Sinh Tịnh Độ mỗi ngày, nhưng sau khi con thọ tâm ấn xong ra, con thậm chí không nhớ được một chữ của câu thần chú. Một chữ cũng không nhớ. Dạ, hoàn toàn không nhớ được. Cô cầu việc đó mà. Nhưng kể từ khi con tu hành, bất cứ điều gì con có được từ chân ngã bên trong chứ không phải từ đầu óc thì vẫn còn đó. Đúng. Cho nên con biết thần chú đó là vô dụng. Ban đầu thần chú có hiệu nghiệm chỉ vì người truyền nó. Nó chỉ hiệu nghiệm khi được truyền với lực lượng. Phải, thật sự là như vậy. Dạ, vì vậy con cảm thấy con đã quên hết mọi thần chú rồi. Con còn niệm chú ngay trước khi tọa tâm ấn. Con đã từng tụng nhiều bài chú. Hiểu, dĩ nhiên. Có rất nhiều bài chú Phật giáo, nhưng ngay cả những chú đơn giản nhất con cũng quên hết. Quên hết các bài chú à? Dạ, tốt lắm, chúc mừng. Thậm chí quên cả chú Đại Bi đơn giản nhất con cũng quên hết luôn. Chỉ cần nhớ chú đó là đủ tốt. Dạ. Tôi nhớ vài bài chú nhưng không dùng thường xuyên lắm. Tôi không dùng chú. Nhưng khi cho ngạ quỷ ăn, tôi sẽ đọc chú nào đó để làm thức ăn tăng lên nhiều. Nếu tôi có bao giờ dùng chú, chú biến thực, chỉ là cho ngạ quỷ. Những bài chú khác tôi nhớ nhưng tôi không dùng. Cảm ơn cô, hiểu rồi. Cô ấy chỉ muốn nói với quý vị rằng cho dù tôi đọc kinh đó, nếu tôi đọc cho quý vị nghe, nó có thể không hữu ích. Bởi vì trước khi cô ấy thọ tâm ấn, cô ấy cầu nếu có điều gì vô dụng, thì xin loại bỏ hộ cô ấy. Cô ấy cầu sư phụ làm điều đó trước khi tâm ấn, và thật sự cô ấy quên hết tất cả các bài chú. Là Nico, quý vị biết rất nhiều bài chú quý vị phải biết. Quý vị phải biết nhiều bài chú, nhưng sau khi thọ tâm ấn, cô ấy quên hết, thật sự tất cả đã bị xóa sạch như thùng rác. Trong máy vi tính. Thôi, có lẽ tôi sẽ gặp quý vị sau. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn với đôi chân bị tê và chỗ ngồi chật chội. Quý vị kiên nhẫn. Cảm ơn quý vị. Không biết tôi có làm được vậy không? Không biết tôi có thể ngồi đó với đôi chân Tây Phương dài như vậy hàng tiếng đồng hồ hay không? Cảm ơn quý vị. Nhờ sư phụ gia trì. Cô là khác. Cô ấy nói nhờ sư phụ gia trì. Nhưng với họ thì dễ dàng. Họ ngồi vậy mỗi ngày. Người xuất gia tọa thiền rất nhiều. Ngay cả trước khi gặp tôi, họ đã học pháp thiền nào đó rồi. Nên đối với họ, họ ngồi rất lâu cũng không thành vấn đề. Còn đối với quý vị, tôi thật sự nể. Thán phục. Cảm ơn quý vị.